sổ tay. Dù đã bao năm không thay đổi, nhưng sự hữu ích của nó là không thể phủ nhận. Điện thoại, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, đã trở thành vật bất ly thân đối với chúng ta. Nếu có một sự kết hợp hoàn hảo như chúng, thì câu trả lời có lẽ là Galaxy Note 3. Galaxy Note 3 là chiếc phablet điển hình. Nó sở hữu thiết kế vừa hiện đại nhưng vẫn phản phất chút gì đó cổ điển. Nếu nhìn trực diện, bạn sẽ thấy rằng nó tương tự Galaxy S4, dòng điện thoại đầu bảng của Samsung hiện nay. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là màn hình Super AMOLED Full HD có kích thước lên đến 5,7 inch, thuận tiện cho cả giải trí lẫn hỗ trợ công việc. Chúng ta vẫn thấy được phong cách truyền thống của dòng điện thoại Galaxy với nút home vật lý đặt giữa hai nút back và option cảm ứng. Trong đó, cái nút cảm ứng có thể ẩn mình khi không sử dụng. Phía đối diện là loa thoại, camera trước 2 megapixel và dàn cảm biến rất quen thuộc đối với người dùng smartphone. Bao quanh thân máy là một lớp viền, không chỉ đem lại cảm giác chắc chắn mà còn muốn nói lên rằng Note 3 là một chiếc phablet cao cấp. Cạnh phải có duy nhất một nút nguồn kim luôn nhiệm vụ khóa máy, được đặt ở vị trí rất thuận tiện để thao tác. Cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng. Ở đây, chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5mm và cổng hồng ngoại. Đây là một trong những tính năng đã nhiều năm vắng bóng trên thị trường điện thoại. Bên dưới là nơi tích hợp loa ngoài, cổng micro USB 3.0. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà kết nối tốc độ cao này xuất hiện trên một chiếc điện thoại. Mặt sau chính là điểm khiến Galaxy Note 3 khác biệt so với Galaxy S4 cũng như nhiều dòng phablet khác trên thị trường. Chất liệu nhựa truyền thống của Samsung nay đã được thay thế bằng lớp da giả, đem lại cảm giác hoài cổ mà từ trước đến nay chỉ có những cuốn sổ tay thực thụ mới thể hiện được. Ngoài ra, chúng ta cũng tìm thấy camera chính có độ phân giải 13MP của máy. Nếu như sổ tay gắn liền với cây bút thì Galaxy Note cũng luôn đi cùng với S Pen. Đây chính là điểm tạo ra sự đặc trưng của Galaxy Note cũng như đem lại cho người dùng khả năng tương tác với thiết bị một cách dễ dàng nhất. So với thế hệ cũ, S Pen cho Note 3 được thiết kế nhỏ hơn và cho phép người dùng thao lắp một cách linh hoạt. Galaxy Note 3 cũng là một trong những thiết bị di động mạnh mẽ nhất hiện nay. Nó được trang bị bộ CPU xử lý Exynos 5 Octa 8 nhân, bộ nhớ RAM 3GB và bộ nhớ trong tối đa lên tới 64GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Những điểm nổi bật của Galaxy Note 3 sẽ tiếp tục được khách đến Việt Nam gửi đến bạn thông qua loạt bài sắp tới. Mời các bạn đón theo dõi. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giới thiệu sau của HD Việt Nam.